Xin chào mọi người, em là Khánh. Hôm nay em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một bộ trà mẫu rất là mới của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn nhé. Bộ này thì lấy cảm hứng từ một quả bí ngô. Từ quả bí ngô mọi người nhé. Những cái vạch này là đều là múi hết, sờ vào không khác gì thân quả bí ngô cả. Đều là múi làm nổi lên. Đây là dòng xương tử sa ra hỏa biến. Xương tử sa ra hỏa biến. Ưu điểm của dòng này là trong lòng ấm là để gốm mộc, giúp lưu giữ hương vị thơm ngon của trà sau những lần pha tiếp theo. Gốm mộc thì nó sẽ gồ ghề xù xì, chính vì vậy là khi pha trà, những cái khoáng của trà sẽ bám lại trên thành ấm. Lần sau pha thì cái hương vị của trà sẽ đậm hơn. Còn bên ngoài lại phủ men hỏa biến, là một lớp men bóng, dễ dàng vệ sinh, lau chùi và có màu sắc độc đáo nhé. Ấm này dung tích rơi vào tầm 380ml, dung tích rơi vào ấm 380ml. Những sản phẩm của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn thì đều có chuyện logo và chữ T và chữ L như thế này. Và men được làm chỉn chu, gọn gàng. Đây mọi người nhìn phần từ phần men sang đến cái phần xương đất nhé. Gọn gàng chỉn chu này. Bên trong là có lỗ đục này, bên trong là có 7 lỗ đục. Âm thanh thì rất đanh, trong và vang tiếng. Đây là chiếc chén, bên trong lòng chén thì có lòng hoa như thế này. Chén lòng hoa nhé. Men bóng, không sợ bám cặn trà đâu. Với những cái bộ ấm trà như thế này, mọi người muốn vệ sinh sạch hơn nữa thì lâu ngày mọi người có thể dùng chanh, mọi người sát vào. Trong chanh sẽ có tính axit, nó sẽ tẩy đi, nó lại như mới. Đây là chiếc chén này. Mọi người nhìn những bộ ấm trà của nghệ nhân làm thì sẽ rất là chỉn chu, vuông thành sắc cạnh, gọn gàng, sắc nét. Chính vì vậy là giá trị cũng sẽ cao hơn. Cái chén này thì cũng được làm khứa múi nhá, cũng được làm khứa múi. Cái men màu này là màu nó như là màu trắng sữa, màu trắng xám. Trong lòng có bông hoa như thế này. Chén miệng đường kính là 6, chiều cao là 3,5. Bên trong lòng có bông hoa. Đĩa lót của chén đây. Đĩa lót của chén đường kính là 8,8cm nhé. 8,8cm. Dưới đáy cũng rất là chỉn chu, vuông thành, sắc cạnh, gọn gàng, sắc nét. Và màu sắc của bộ ấm trà này thì là trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng. Nó sẽ như thế này mãi mãi thôi. Chiếc chén thì trong lòng không cái nào giống cái nào cả, bởi vì nó là hỏa biến mà. Hỏa biến là gì? Hỏa biến là màu sắc sẽ thay đổi theo mức nhiệt. Nhiệt cao thì màu sẽ khác, nhiệt thấp thì màu sẽ khác. Đấy, hai chiếc chén này. Đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người nhé. Nhiều anh chị lo sợ cái vấn đề là cái chén này nó không có quai, cầm nó sẽ bị nóng. Thì riêng vấn đề này mọi người yên tâm, rót nước sôi vào đây thì cầm nó cũng chỉ ấm nhẹ tay thôi. Bởi vì là đất này nó rất là dày, xương đất rất là dày. Và nó giống như kiểu là đất được nghiền nhỏ. Thì cái độ dẫn nhiệt của nó gần như là cách nhiệt tốt, nó cách nhiệt tốt nhé. Rót nước nóng vào đây cầm chỉ ấm tay, không bị quá nóng, không bị bỏng tay đến mức mà mình có thể là sờ vào mà nó sẽ bị bỏng. Giờ em sẽ rót thử nước cho mọi người cùng thấy được cái bộ ấm trà này khi rót nước sẽ như thế nào nhé. Thị phạm thực tế luôn. Một bộ ấm trà ngoài vẻ đẹp ra thì khi mà rót nước cũng phải chỉn chu, dòng nước đều. Cái loại này thì không có công năng là ngắt nước, nhưng mà rót nước mọi người nhìn dòng nước này không rơi rớt giọt ra ngoài nha, rót khéo không rơi rớt giọt ra ngoài. Đấy, rót khéo không rơi rớt giọt ra ngoài. Từ khi mọi người, những ai mà chưa rót trà bao giờ mà rót rất chậm thì nó sẽ có một vài giọt rớt, còn nếu như mọi người nào mà rót chuyên nghiệp rồi ngắt dứt khoát thì sẽ không có giọt nào rơi rớt ra ngoài cả. Tất cả những sản phẩm này bên em đều giao tận nơi toàn quốc nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không sứt mẻ mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm về chất lượng sản phẩm. Có cái bông hoa này khi mà rót nước vào nó sẽ sóng sánh như này, nó sẽ rất là hay nhé. Đấy, sóng sánh như này nó sẽ rất là hay. Cái hay của cái bông hoa là như vậy. Mình là Khánh, người sẽ giúp khách hàng trải nghiệm những bộ ống chén gốm của Bát Tràng. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm,
Không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Và đây là một kênh thông tin chuyên giới thiệu và chia sẻ về những bộ ấm chén đẹp của Bát Tràng. Và mình sẽ liên tục cập nhật, đưa lên trên kênh những bộ ấm chén mới nhất của Bát Tràng để cho mọi người tham khảo. Mình thì không phải là người trực tiếp sản xuất ra những bộ ấm chén, nhưng mình sẽ là người thay khách hàng trải nghiệm và tìm kiếm những bộ ấm chén có thể là phù hợp với mọi người. Nếu như mọi người mà đang quan tâm đến những mẫu ấm chén của Bát Tràng thì mọi người lên trên kênh. Đường link thì mình sẽ để ở dưới mục mô tả của video. Mọi người lên trên kênh và vào mục danh sách phát tìm kiếm những dòng ấm chén mình đã chia thành từng mục rõ ràng. Mọi người vào trong đó và mọi người tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với mình. Một bộ ấm chén với chất lượng tốt thì ngoài vẻ đẹp, bộ ấm chén còn phải rót nước làm sao cho chỉn chu, dòng nước mượt đều. Và tất cả những bộ ấm chén mình đã đều làm thành video chi tiết nhất để cho khách hàng có thể hiểu rõ hơn được về những sản phẩm khi mọi người có thể quyết định đưa ra lựa chọn sản phẩm nào. Rất mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam.